xin chào tất cả mọi người hôm nay cô bé giang xin giới thiệu với tất cả mọi người đây hai mẫu khung của một chiếc xe ba bánh sử dụng động cơ xe máy honda mà WBNM bên em vừa hoàn thiện xong cho hai bác khách một bác ở cà mau và một bác ở đắk lắc nhé hàng đặt theo yêu cầu mức tải của hai chiếc này chở tầm dưới một tấn là ok Hãy mọi người tham khảo mọi người có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại trong này cho em nhé là cô bé giang không ba sáu bốn không một một sáu ba hoặc không chín tám ba một chín tám tám ba nhé Bên em thì có nhận tư vấn thiết kế các dòng sản phẩm xe hai bánh, ba bánh, bốn bánh, xe nâng cậu xoay, tờ điện, rồi rất nhiều các phụ tùng khác nữa. Thì mọi người có thể đăng ký kênh, cập nhật những cái sản phẩm khác nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì trước tiên mình sẽ quay qua được một vòng để mọi người xem về cái phần thiết kế xe nó như thế nào, form xe nó ra sao để mọi người tham khảo. Đối với cái mức tải tầm dưới một tấn thì cấu hình con này là chạy số tiến lùi số phụ là ok yêu cầu mà trở tải lớn hơn thì bên em sẽ tư vấn những cái loại phụ tùng nó phù hợp ví dụ như chạy số ô tô năm tặng bánh gai bánh thường đầu lái ghi đông đầu lái vô lăng tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mọi người nhé ví dụ như một chiếc xe này thì thông thường ship xa thì bên em sẽ tư vấn cho khách là đóng thích cái khung như thế này thì thứ nhất là nó vừa giảm được cái giá thành của xe thứ hai là vừa giảm được cái chi phí vận chuyển một chiếc này chi phí vận chuyển nó khoảng tầm 2 triệu rưỡi ship toàn quốc luôn và giá một chiếc này nó rơi vào dao động khoảng tầm 21 triệu tùy vào cái máy và cầu số à, ví dụ như chiếc này thì tầm khoảng 21 triệu hơn tí này à, phần thiết kế xe à, sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về từng cái cấu hình của xe à, mọi người tham khảo qua bộ này phần đầu xe thì sử dụng đầu lái ghi đông 43 phục 43, 43 ly à, bánh trước là dùng uh, bánh uh, có xăm Thông số bánh là 492 La răng trắng dày Cái phần công năng tác dụng Và hướng dẫn sử dụng thì nó tương đối dễ dàng thôi Nó đi như xe máy bình thường Phần thiết kế đủ các chức năng Đèn còi sinh nhan phụ kiện đầy đủ Ở phía sau cái phần ghế ngồi thì ở dưới cái ghế ngồi này nó là một thiết kế bình xăng Bình xăng này là dùng là bình xăng của xe máy các phần thiết kế di chuyển công năng tác dụng từng bộ phận ở phía dưới chân là cần đạp phanh ở phía trên ở giữa này là cần phanh tay Đấy, trong khi trường hợp mọi người dừng đỗ thì mọi người kéo cái phanh tay lên thiết kế các cần gạt số phía bên phải so với vị trí người ngồi lái ở cần phía trên đây là cần gạt của số phụ phía dưới là cần khởi động trong trường hợp mình không đè thì mình có thể đạp khởi động của của máy lên ở phía bên uh, trái so với vị trí người ngồi lái. Đằng trước là sử dụng cân uh, số của động cơ xe máy. Số 1, 2, 3, 4 là cần gạt đằng trước. Lùi là 3, 2, 1. À, ở phía sau là cần gạt của hộp số tiên lùi. À, Những trang bị trên xe này thì toàn bộ là mới 100%. Duy nhất là có cái động cơ. Là động cơ cũ thôi. À, phần uh, hệ thống chuyển động. Và cái cấu hình con này chạy thì nó là chạy... Uh, sử dụng động cơ xe máy Future 125 và đặc biệt thì bên em có độ thêm một cái quạt gió này trong trường hợp mọi người máy nó vận hành nhé thì nó nóng nó sinh ra nhiệt thì có cái bộ quạt gió này nó làm mát cái nòng giúp cho cái quá trình mình hoạt động máy nó chạy trên chân chu và bền bỉ hơn hệ thống chuyển động con này là chạy máy Future 125 này số tiến lùi chuyển động cho cân đăng và số vụ số phụ này thì bên em lắp cho khách nên là một con số phụ dòng hai lò xo là dòng số phụ tốt nhất ở thời điểm hiện tại trong phân khúc muộn chờ một tấn nhé cầu vi sai sau là cầu tầm trung cầu bổ đôi. lòng mày nó tốt hơn cầu bổ đôi một chút là cầu đít tròn nó đảm bảo tải và các bánh răng nó lớn hơn nhíp sau sử dụng nhíp sau lá và bên em có độ thêm cao su chống kịch cho khách nó đảm bảo mức tải Đối với cấu hình một tấn thì mọi người có thể tham khảo qua cái cấu hình bộ số tiết lùi số phụ như thế này. Tuy nhiên là mọi người trở nặng hơn thì sẽ có cấu hình như chuyện số ô tô năm tặng. Rồi bánh thì mình có thể bánh gai, bánh đơn, bánh đôi, tùy chỉnh. Đối với cái thiết kế xe này thì bên em sẽ làm đủ các chức năng, đèn còi, sinh nhan, phụ kiện đầy đủ. Đấu cả sinh nhan sẵn, đường rong, đường dây hết rồi. Thì bác khách về, về, về chiều chỉ việc đặt vào cái thùng lên là xong. Không phải làm gì nữa. À, sang phía bên này thì con à, ba bánh đóng khung này em gửi cho bác khách ở Lắc Lắc rồi. Cấu hình thì nó vẫn tương tự thôi. Thì nó chỉ thay đổi cái cái phần bánh sau, bánh thường này bánh gai. Thì con này thì à, để hình bác đi chủ yếu là cái đường nó lầy lội và khó đi. Thì bác yêu cầu là bánh gai để nó bới tốt hơn. Cái thiết kế thì nó vẫn tương tự như con à, ba bánh bên em gửi cho bác Cà Mau ở bên kia. Thế vẫn là chạy số tiền nồi số phụ, cần số thì chuyển toàn bộ là số tay. Các thiết kế thì con này em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người về cái phần cách lắp đặt thiết kế của từng cái bộ phận trên xe. Máy thì vẫn là sử dụng máy Honda Future 125 cũ. Các bác nào mua lẻ phụ kiện ví dụ như máy móc, số tiền nồi, số phụ, các đăng cầu bánh nhíp thì bên em có bán đủ combo hết. về một người chỉ việc làm phần khung taxi thôi. Bên em có video hướng dẫn. Cái trong thời gian sắp tới thì em sẽ làm cái video về chế cái dòng xe này nhé phần thiết kế của bô bô thì bên em thiết kế là sử dụng bô máy ga để nó giảm cái tiếng ồn nổ nó êm hơn nhẹ hơn các phần cần số đầu tiên thì em quay mọi người về cái phần cách lắp một cái phanh câu là sử dụng cầu phanh cơ thì toàn bộ cái phần thiết kế phanh này nó kết nối qua một cái trục giỏ ngang Đấy, kết nối trước và sau qua một trục sỏ ngang này. đằng sau thì nó sẽ kết nối đến hai cái tay phanh này. bên em có cung cấp cả tay phanh này để mọi người làm nhé. sau khi kết nối đến cái trục giỏ ngang từ cầu sau về cái trục rồi thì nó đầu còn lại nó sẽ là kết nối thứ nhất là về vào cái phần phanh chân, cái thứ hai là vào cái phần phanh tay. phanh tay thì nó sử dụng số dây. đây là cái phần cần gạt của cái động cơ xe máy kết nối qua một cái đũa đũa số thông thường thì mọi người hay thấy là dùng số, uh, số chân nhưng con này thì bên em qua thời gian uh, kinh nghiệm làm ấy, bên em thấy là cái số tay là nó lên nhẹ và mượt mà hơn thì bên em chuyển đổi thành cái số tay như thế này uh, số tiến lùi thì cách lắp đặt cũng tương tự vẫn kết nối bằng đũa mọi gạt. Uh, gạt về phía trước là lùi là về sau là tiến sang phía bên phải so với vị trí người ngồi lái thì ở đây thì có hai thiết kế một là cái phần cần gạt số phụ, cần sạt phụ số phụ này thì trong quá trình mình uh, sử dụng ấy đôi khi chở nặng hoặc là leo đèo leo dốc Nhưng mà người gạt số phụ ở lên nó sẽ tăng cái tải lên và bỏ dốc tốt hơn nhé. phía sau là cần uh, gạt cần khởi động, Đấy. còn đây là cái bánh xe, bánh xe là dùng bánh gai bánh năm hàng toàn bộ hàng Trung Quốc hết đối với mức tải tầm một tấn là dòng này là ok mọi người chở nhẹ hơn thì sẽ có bánh 400 hoặc là mình 450 hoặc cái dòng chất lượng nó kém đi một chút Đấy, nhưng mà nó vẫn đảm bảo thôi tùy vào bức tải thì sẽ có những cái cấu hình phụ tùng nó phù hợp Đấy, mọi người cứ chủ động liên hệ trực tiếp nha em sẽ tư vấn cụ thể từng phần để mọi người tham khảo Và phía sau này thì em sẽ quay qua để mọi người xem về cái quy trình bên em đóng hàng gửi xa nó như thế nào nhé thì mọi người có thể tham khảo để mọi người xem video nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới bên em. Có ý kiến đóng góp thì mọi người có thể bình luận phía dưới. Ok cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.